Hướng dẫn cho anh em cách là sửa cái đột thủy lực này là nó bị hư. Nó bị hư là nó do nó bị, một là do hết dầu ở trong cái bình dầu này. Thứ hai nữa là ở trong này là cái dầu mình sau một thời gian mình xài rất là xài nhiều thì cái dầu này nó bị cặn. Nó bị cặn thì mấy cái viên bi ở trong đây nè, nó không có, nó bị cặn, nó cấn vô mấy cái sắt làm cho cái nó bị hở, cho nên bơm nó không có được. Đây ví dụ như bên trong nè, sau khi mình mở cái này nè, mình đổ dầu ra đó, mấy cái nút này nè mình mở ra đó, thì ở bên trong này á là nó có mấy cái cục này là cục 500. Mục đích của cục 500 này á là để nó hút hết mấy cái cặn của dầu á, để nó dính vô trong đây, để mà nó tránh trường hợp á, cái dầu á, nó cấn vô mấy cái đầu viên bi, cái viên bi bi tròn này là bi sắt á, để nó làm kín cái đường 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 bơm. Đó, ngoài ra nó còn có thể là nó có nhiều máy nó có để cái lò lọc cặn nữa, tại vì cái viên bi này là nó cắn vô trong sắt mà, nếu mà nó kín thì nó bơm được, còn mà nó bị một hột cát hay là bẩn là nó kinh lên một cái là coi như bơm nó không có kín được. Đó thì anh em mở ra vệ sinh hết cái khu vực này rồi thổi sạch ngay cái chỗ có cái viên bi này nè đó, rồi lắp lại. Thì cái cục 500 này á, là chủ yếu là để nó hút hết mấy cái cặn mạt sắt mà nó lơ lửng ở trong dầu á, thì nó sẽ dính vô đây để nó tránh trường hợp nó bị nghẹt nó ấy. Còn ở bên trong này á, khi mình tháo cái này ra như vậy á, là nó có cái ron nè. Thì nếu mà cái ron này mà nó không có bị tét, bị mẻ thì nó sẽ kín, thì mình không cần phải thay. Thì bên trong này nè, nó có mấy cái lỗ này nè, thì để mà nó đặt cái viên bi trong này nè, thì anh em có thể nếu mà cần thiết á, là lấy tu vít á, nó mở ra rửa sạch vị trí bên trong này nè rồi lắp lại. Thì mấy cái máy thủy lực này á, là đa phần á, là nó bị bơm không được á, là nó chỉ bị cặn cặn trong dầu đó, cặn dơ bẩn trong quá trình mình bơm á, nó từ từ nó sẽ tạo cặn, nó ma sát nó mòn nó sẽ tạo cặn. Thứ hai nữa là mấy cái ron cao su ở mấy cái chỗ này nó bị hở, thì mình mua ron cao su về mình thay là nó sẽ hết. Nó có mấy cái chỗ, ví dụ như cái chỗ đầu bơm này nè, ron cao su xài một thời gian lâu á, là nó sẽ bị hở ra, nó sẽ chảy nhớt, nó mòn á, nó không có kín nữa, nó sẽ chảy nhớt. Cái chỗ này cũng vậy, nó cũng có cái ron cao su nó hở nó chảy nhớt. Thì cái này ron cao su này á, lên trên đường Tà Quyên á, ngay chỗ quận 5 á, nó bán nhiều gần chợ Tân Thành á, anh em mua về lấy đem theo cái ron mẫu này nè, đem lên đó đo rồi mua, còn không thì đem tới cửa hàng này là mình thay cho. Thì cái mấy cái máy này thì nó chẳng có hư gì đâu, nó chỉ có bị cặn trong dầu là nó bị kẹt, nó xài thời gian rồi nó cặn trong dầu, thì cái chuyện này anh em phải cố gắng là tự xử lý trước khi đem tới cửa hàng, nó đỡ phải mất công thời gian đi lại. Rồi xin chào, cảm ơn tất cả anh em đã coi. Còn khi mình lắp cái này á, là mình lắp hết vô, ở đây là lắp vô đây rồi gài cái ron này vô rồi đổ dơ nhớt vô bơm lại là sẽ được, không có bị gì đâu. 90 tới 95% là mấy cái này là nó chỉ hư hư là bơm không được là do cặn dầu không, chứ nó chẳng có hư gì trong cái máy này đâu. Rồi cảm ơn tất cả anh em.